Hoa Sen lãi gần 4.000 tỷ đồng sau 11 tháng. Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố doanh thu tháng 8 ước đạt 4.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, lần lượt tăng 66% và 47% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ mặt bằng giá sản phẩm cao hơn. Sản lượng trong tháng 8 đạt 167.800 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng 73%, tổng sản lượng đạt 123.000 tấn. Lũy kế 11 tháng niên độ tài chính, sản lượng tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và vượt 14% kế hoạch năm. Doanh thu ước tính đạt 42.550 tỷ và lợi nhuận sau thuế gần 4.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và 279% so cùng kỳ. Kết quả này cũng giúp doanh nghiệp vượt 29% kế hoạch doanh thu và vượt 166% kế hoạch lợi nhuận năm. Động lực chính của sản lượng xuất khẩu là thị trường Mỹ và châu Âu, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các thị trường khác. Đơn vị dự kiến tỷ trọng từ thị trường Mỹ và châu Âu sẽ tăng từ 20 đến 30% lên hơn 50%.